Thưa quý vị, không chỉ đồng bằng sông Cửu Long mà thời tiết cũng đang gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa. Những ngày qua, địa phương này đã xảy ra hiện tượng mưa lớn kèm theo với gió lốc gây thiệt hại lớn cho người dân trồng sầu riêng. Theo Hội Nông dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kèm với gió lốc đã làm tốc mái 2 ngôi nhà tại xã Thành Sơn. Cũng tại xã Thành Sơn, gió lớn đã làm rụng 10 tấn sầu riêng và bật gốc 2 cây sầu riêng của 30 hộ dân. Tại xã Sơn Lâm, có 8 tấn sầu riêng của 7 hộ dân đã bị rụng. Ước thiệt hại giá trị sầu riêng của hai địa phương này là hơn 1,3 tỷ đồng. Ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn nhưng không đáng kể. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa rải rác, song lượng mưa không đáng kể. Để đảm bảo diện tích sản xuất vụ hè thu năm 2024 không bị thiếu nước tưới, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung điều tiết sử dụng nguồn nước ở các hồ hợp lý và tiết kiệm. Đồng thời, khuyến cáo các địa phương và nông dân không xuống giống ở những khu vực không chủ động được nguồn nước nhằm tránh thiệt hại. Huyện Thuận Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi nắng hạn. Trên địa bàn huyện có 6 hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc và nước tưới. Tuy nhiên hiện nay 4 hồ trong số này đã hết nước hoặc có mực nước thấp hơn mực nước chết. Hồ suối lớn này có dung tích thiết kế khoảng 1,1 triệu mét khối, nhưng từ tháng 4 đã không còn đủ khả năng cung cấp nước, khiến 135 hectare đất sản xuất chủ yếu là cây lúa thuộc cánh đồng thôn Tân Bổn nằm trong vùng tưới buộc phải dừng sản xuất. Khó khăn không chỉ đối với cây lúa, mà việc tìm kiếm nguồn nước cho các loại cây lâu năm như táo, măng tây và rau màu cũng đang gặp nhiều trở ngại. Để có nước tưới, người dân phải lắp đặt đường ống bơm nước từ sông Lu và các giếng chống hạn, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện tại bây giờ là 11 cái mà đạt được, là được chống hạn được, là chạy đầy đủ là được 2 cái. Lý do là mấy cái kia là bị thiếu nước. Lúc hạn này là không có nước chảy. Vụ hè thu 2024, huyện Thuận Nam tạm dừng sản xuất hơn 1.771 ha, bao gồm hơn 1.556 ha lúa và 215 ha cây màu. Hiện trên địa bàn huyện có mưa, nhưng lượng mưa không đáng kể và các hồ chứa đang ở mực nước chết, không đảm bảo điều kiện cho sản xuất. Do nguồn cung nước khan hiếm, các địa phương chỉ đăng ký thực hiện chuyển đổi cây trồng 88 ha, trong đó chuyển đổi 8 ha đất lúa và 80 ha đất khác sang cây ngắn ngày với diện tích 85 ha và cây dài ngày 3 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp khuyến cáo cho các địa phương cũng như là các hộ nông dân đối với diện tích trên đất lúa thì nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số cây ngắn hạn để mà phục vụ cho sản xuất. Thứ hai nữa là đối với các diện tích trên đất màu thì bà con thực hiện chuyển đổi luân canh cây trồng. Tập trung sản xuất lúa cái vụ hè thu đối với những cái vùng đảm bảo cái nguồn nước cho hè thu và duy trì cho tới cái vụ mùa tiếp theo để mà đón cây mưa để tích nước ở các cái hồ. Còn đối với cái vùng mà thiếu nước cơ bản thì chúng tôi chuyển đổi cây trồng. Đối với những cái cây trồng là tiết kiệm nước và cây ngắn ngày thì cái vùng đó là chúng tôi đủ điều kiện thì chúng tôi cho chuyển đổi để phục vụ sản xuất cho bà con. Để đảm bảo sản xuất ổn định, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đang theo dõi sát sao dự báo về thời tiết để kịp thời triển khai các kế hoạch ứng phó, chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu trong vụ hè thu 2024. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường dự trữ điều tiết nguồn nước để đảm bảo cung cấp nước tưới cho các loại cây trồng đang phát triển ổn định cho giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị, từ kết quả khảo sát xét nghiệm các mẫu nước tại vùng nuôi tôm hùm và cá tại xã Xuân Cảnh của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận định nguyên nhân khiến cho tôm, cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước. Đáng chú ý là nhiều chỉ số môi trường tại vùng nuôi trồng thủy sản này đã vượt ngưỡng cho phép. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy có 4 trên 14 thông số môi trường nước tầng mặt và 6 trên 14 thông số nước tầng đáy nằm ngoài giới hạn cho phép. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 khuyến cáo người nuôi chuyển lồng bè nuôi đến nơi có độ sâu mực nước tối thiểu khi mà chiều thấp hơn lớn tôm, khi mà chiều thấp lớn hơn 4 mét nếu có thể, đồng thời sử dụng viên oxy, máy sục khẩn cấp để tăng oxy hòa tan. Đối với cá tôm bị chết phải thu gom đưa vào bờ tiêu hủy theo quy định, tuyệt đối không để cá chết trên đầm ven bờ làm gia tăng ô nhiễm nước và nguy cơ dịch bệnh. Thưa quý vị, là Trung Quốc là thị trường lớn nhất của ngành sắn Việt Nam. Vì vậy mà những biến động của thị trường này đều ảnh hưởng lớn tới xuất khẩu sắn và những sản phẩm từ sắn.
5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang Trung Quốc không ổn định và đang có xu hướng giảm. Và đặc biệt là trong tháng 5, lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đã đạt thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, khi mà chỉ đạt 83.000 tấn trị giá là 39 triệu đô la Mỹ, giảm 50% về lượng và giảm 46% về trị giá so với tháng trước đó. Còn so với tháng 5 năm 2023, giảm 51% về lượng và giảm 45% về trị giá. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh khiến cho xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đi tất cả các thị trường trong tháng 5 cũng giảm mạnh theo. Cụ thể, trong tháng 5, Việt Nam xuất khẩu được 118.000 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 52 triệu đô la Mỹ, giảm 35,4% về lượng và giảm 35,8% về trị giá so với tháng 4 năm 2024. So với tháng 5 năm 2023, giảm 39% về lượng và giảm 35% về trị giá. Đây là tháng giảm thứ 2 liên tiếp so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,24 triệu tấn, trị giá 562 triệu đô la Mỹ, giảm 8,4% về lượng nhưng tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 509 triệu đô la Mỹ, giảm 7% về lượng nhưng tăng 8,9% về trị giá. Thị trường Trung Quốc chiếm 91% về lượng và cả trị giá xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn của cả nước trong 5 tháng đầu năm. Nhu cầu nhập khẩu sắn lát giảm mạnh của thị trường Trung Quốc là nguyên nhân quan trọng dẫn tới xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam giảm về lượng. Thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,09 triệu tấn sắn lát, giảm 65% về lượng so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý vị, là với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội có sức hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi những giá trị văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người thợ lành nghề qua từng sản phẩm đặc trưng như là mây che đan hay là sơn mài và gốm sứ. Nhằm nắm bắt và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề. Với truyền thống lâu đời, các làng nghề mây che đan của thành phố Hà Nội đã được bảo tồn và phát triển, thị trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu, mẫu mã ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, công nghệ sản xuất cũng còn thiếu về lĩnh vực kết nối thị trường tiêu thụ, đang là những khó khăn tồn tại trong việc phát triển và mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống này. Các cái năm về trước thì chúng tôi cũng rất là nhiều khách hàng xuất sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Thì các đơn hàng từ những năm trước thì còn không làm kịp để mà xuất. Thế nhưng mà từ cái năm nửa năm 2023 đến nay, các đơn hàng nó bị kém đi. Đấy, thế thì chúng tôi cũng muốn là thúc đẩy để xúc tiến để xuất khẩu sang thị trường các nước nữa. Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề, hàng loạt những khó khăn về vốn, mặt bằng, cơ chế chính sách hỗ trợ làng nghề và xúc tiến thương mại cũng đã được đưa ra. Trước những khó khăn này, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ quyết liệt để giải tỏa những khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy làng nghề của thủ đô Hà Nội hội nhập, phát triển bền vững. Chúng tôi cũng đã có những các cái chuyên đề trao đổi, thảo luận và cũng đi đến cái ký kết với cả các cái đơn vị của quốc tế để làm sao đó mà thúc đẩy cái việc nghiên cứu để làm sao đó bảo tồn các cái làng nghề truyền thống của thủ đô Hà Nội. Vì có những các cái làng nghề mình có thể nói là nó hết sức là đặc thù, như là cái làng nghề gốm Bát Tràng, làng nghề Vạn Phúc của chúng tôi, nó đã đi đến hàng nhiều trăm năm rồi, cho nên là cũng cần phải thúc đẩy phát triển và bảo tồn các cái làng nghề này, làm sao đó mà các cái nghệ nhân cũng như là các cái làng nghề sống và sống một cách nó phát triển trên chính cái bàn tay của mình. Trong những năm gần đây, Hà Nội rất quan tâm đến chính sách phát triển làng nghề, trong đó đặc biệt chú trọng một số chính sách về đào tạo nghề, chuyên nghề, đổi mới công nghệ sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đã và đang giúp các làng nghề thành những điểm du lịch hấp dẫn. Việc bảo tồn phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp là hướng đi quan trọng của thành phố Hà Nội hiện tại và tương lai.